Konnichiwa. Cosmos no Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos, rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu video số 2 trong nội dung Kimong Tejibun, câu trường y phần tử. Phần 1 cấu trúc bài văn của đọc hiểu N2 Shinkanze Master nhé các bạn. À, bài này thì câu hỏi cũng là -no -wa -dore -ka? Và vì là chúng ta đang tập trung ôn luyện và loại nghi vấn từ nên chúng ta phải hết sức chú ý vào phần đó nhé chúng ta cùng nhau đọc qua bài phân tích và để tìm xem là à, đâu là câu có chứa cái phần à, có nghi vấn từ và đâu sẽ là nội, nội dung mà trả lời cho nghi vấn từ đó nhá. thì có khá nhiều du học sinh sống ở Nhật và họ đang có một cái cảm tưởng rằng là người Nhật thì mối quan hệ gia đình rất là lỏng lẻo.

nghe khá nhiều cái ý kiến rằng là sao cái kết quả của việc mà phát triển kinh tế đó là ngày xưa cái nghiên anh căng kê trong gia đình ngày xưa nó rất là xiêu khát tạo thì bây giờ nó ưu sư cự nó mỏng đi và nó trở thành lạnh lẽo nghĩa là như tẻ nhạt và không tốt như xô nào cả và thực sự có phải là như vậy không đaro cả có thực sự là như vậy không và đây chính là câu hỏi

家族が一番大切だという考えの人が30年で倍になったことがわかる。一方、職場の同僚との付き合い、近所のところの人との付き合い、親戚について相談したり助け合ったりできる関係にあることが望ましいかどうかを聞いたところ、すべての項目において、 tổ cố được hito no wariai wá genso mặt khác thì liên quan đến mối quan hệ với đồng nghiệp hay là hàng xóm láng giềng hay là người thân họ hỏi rằng là bạn có nôzomashi bạn có kỳ vọng vào một cái khang kê mà có thể so dan tadi e không thì sư biết tên nó có một cự thì chính là cái thằng này này thằng này thằng này thì tất cả đều là nôzomashi câu trả lời nôzomashi là là có xuống và chúng mình nhận thấy rằng và đó chính là nội dung của câu trả lời số 1 cho cái việc là không tôi nghĩ đúng không nội dung thứ hai đó là sao những người nozomashi và cái mối quan hệ này ạ thì đang có xu hướng giảm thì đấy chính là câu trả lời cho cái việc là mối quan hệ gia đình có suy giảm hay không thì họ thấy rằng là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để tìm ra câu trả lời nhé ý 職場や地域、親戚との付き合いは薄れているが、家族関係を重視する人の割合が高まっている。付き合いっても、この職場、地域、空腹、親戚、好感、つき薄れているの、つ家族関係を重視する人の割合が高まっている。人間は、 thị nghĩa là coi trọng cái mối quan hệ gia đình nó đang cao lên thì điều này là vì trong bài chúng ta cũng thấy là như thế thì phần này là nozoma shihito thì giảm nhưng mà phần guardian này thì lại tăng nhi vọng shite mo kazoku chiki shinseki to no amari kawatte mặc dù kinh tế có phát triển đi chăng nữa thì mối quan hệ gia đình nơi làm việc hay khu vùng xung quanh hay là họ hàng thì cái cái mức độ mà nó xí yêu xạ là một quan hệ sự khăng khít của một quan hệ nó không hề thay đổi thì điều này là sai rồi đúng không? Các giúp cự là ok nhưng phần đằng sau này nó đang nozomashikunai mà. Samba, toshi to tomo ni shokubai ya chiki shinseki to no kanke wa tsuyomari tsutsu aru ga kazoku o taisetsu ni omou hito no wariai wa fuete inai. Cùng với năm tháng thì cái kanke của nơi làm việc hàng xóm hay họ hàng thân thích thì tsuyomari nó ngày càng bền chặt cái này là sai rồi bởi vì họ nozomashi kunai mà đó đúng không đây là bát sự luôn ở nội dung này thế còn cái chỗ wari những người mà coi trọng gia đình thì không có tăng thì lại bắt sự tiếp yong bằng kazuku kanke dake de naku shokwa ya e chiki shinseki kanke o jushi suru hito no wari mo subete teka shite tất cả các mối quan hệ đều tệ cọ, đều tệ là sai bởi vì cao giúp cơ kê là vẫn tăng mà, có mỗi cái thằng này là nó giảm thôi. Vậy thì đáp án đúng ở đây chỉ có thể là i. bạn giờ chúng mình cùng nhau phân tích chi tiết cụ thể hơn nhé. 日本で生活している留学生の多くが、日本人は家族の関係が薄いという感想を抱くようだ. Mặc dù có khá nhiều du học sinh đang sống ở Nhật Bản, nhưng có vẻ như là họ đang

hay là rất là nhiều những người cao tuổi đang sống ở trong những viện dưỡng lão. Tôi cũng hay nghe thấy cái ý kiến cho rằng cái hệ quả của việc phát triển kinh tế đó là mối quan hệ gia đình vốn là khăng khít ngày xưa thì dần trở nên lỏng lẻo và lạnh lùng hơn. 本当にそうなのだろうかある全国調査によると、あなたにとって何が一番大切ですかという質問に対して、家族と答えた人の割合は、1978年が23%、1988年が33%、1998年が40%、2008年が46%だった。 theo một cuộc điều tra cho toàn quốc cho biết với cái câu hỏi là đối với bạn điều gì là quan trọng nhất thì tỷ lệ người mà trả lời rằng là gia đình là quan trọng nhất á thì năm 1978 là 23%, 88 là 33%, 598 là 40% và 2008 là 46%. Khảo số cử gia đình ta thiết là người có suy nghĩ 30 năm đã tăng タターー一そ職場の同僚とのが、き合い、隣近所の人が、の付き合い、親戚について相それが、り助け合ったりできる関係にあることが、望ましいかどうかを聞いたところ、すべての項目におい、て望ましいと答える人の割合は減少傾向にあった。れ、ま、が、そが、 khi được hỏi rằng bạn có mong đợi vào một cái mối quan hệ mà có thể trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau trong cái quan hệ với đồng nghiệp ở nơi làm việc hay là với những hàng xóm hay là với họ hàng thì tỷ lệ những người mà trả lời rằng là có kỳ vọng á thì đang có xu hướng là thuyên giả ở tất cả các mối quan hệ này Và đó là nội dung có trong bài ngày hôm nay Và trong bài cũng xuất hiện một số từ mới các bạn có thể ôn tập thêm Ví dụ như Dark, Kanso, Hitori ga Usui, Wariai, Dōryo, Nozomu, Shisetsu và đó là toàn bộ nội dung trong phần ví dụ số 2 liên quan đến câu trường nghi vấn, phần cấu trúc bài văn của đọc hiệu N2. Các bạn có thể luyện tập thêm trong sách giáo khoa để hiểu rõ hơn phần nội dung này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo với những nội dung khác thú vị hơn liên quan đến đọc hiệu N2. Cảm ơn và hẹn gặp lại. xe cho gozaimashita.